vụ đèo Mã Pí Lèng, điểm dừng chân biến thành công trình khủng 7 tầng. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc kiểm tra, đôn đốc triển khai thi công điểm dừng chân, hẻm vực tu sản Mã Pí Lèng, nhưng chủ đầu tư lại làm thành một công trình 7 tầng đồ sộ với chức năng tổng hợp nhà nghỉ, nhà hàng và cà phê. Liên quan tới công trình đồ sộ có tên Mã Pí Lèng, Panorama mọc trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đang gây xôn xao dư luận. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Trí, hồi tháng 7 vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang đã có báo cáo kết quả khu vực này gửi Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang. Theo đó, danh lam thắng cảnh Mã Pí Lèng hay còn gọi là Mã Pí Lèng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp quốc gia hồi tháng 11 năm 2009. Kể từ đó, danh lam thắng cảnh này luôn là điểm thu hút khách hàng, khách du lịch đến với huyện Mèo Vạc và công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Trước thông tin báo chí phản ánh về việc danh lam thắng cảnh quốc gia Mã Pí Lèng bị xâm hại ngày 24 tháng 6 năm 2019, đoàn công tác của sở này đã có buổi làm việc với các phòng ban của huyện Mèo Vạc và bà Vũ Thị Ánh, chủ cơ sở nhà nghỉ, nhà hàng của Panorama để xem xét đánh giá các giấy tờ có liên quan đến công trình. Qua hồ sơ kiểm tra, vị trí công trình Panorama đang tồn tại chính là điểm dừng chân của hẻm vực tu sản Mã Pí Lèng được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho huyện Mèo Vạc xây dựng với nguyên tắc sử dụng tối đa nguyên liệu tại chỗ, không phá vỡ cảnh quan khu vực. Ở một văn bản khác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương triển khai thi công điểm dừng chân Mã Pí Lèng. Cụ thể, văn bản có nội dung đồng ý cho chủ trương mở rộng các khu vực ngắm cảnh trên hẻm vực Mã Pí Lèng, mở rộng cua vào ta lua dương không quá 2 mét, tận dụng đá làm nguyên liệu vật liệu chính, giao cho Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với các chủ đầu tư triển khai thực hiện đảm bảo cảnh quan và an toàn giao thông trên tuyến. Trong khi đó, tại thời điểm kiểm tra, dù công trình này đã đi vào hoạt động nhưng chưa có giấy chứng nhận đầu tư, dự án đang được các thẩm quyền phê duyệt, chưa được cấp giấy phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong việc trồng cây hàng năm, đất thổ cư xây dựng, chưa được cấp giấy phép xây dựng và công trình chưa có văn bản thỏa thuận đồng ý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trách nhiệm này thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc và chủ đầu tư Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang báo cáo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Huấn Hoa Hồng, cái tên được cộng đồng mạng biết đến qua những hình ảnh khoe của, đã bị Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.